Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Chương trình thời sự ngày hôm nay có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hội thảo một số chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025. Tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khi học sinh điều khiển xe máy gắn biển AA. Hạt kiểm lâm huyện Tân Uyên triển khai nhiều biện pháp đồng bộ trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Hội nghị xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2021 được tổ chức trong 2 ngày, ngày 3 và ngày 4 tháng 12 năm 2021. Trong đó, hội nghị chính thức được tổ chức vào sáng ngày 4 tháng 12 năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Lai Châu, là diễn đàn cho các tổ chức quốc tế, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước nói chung, doanh nghiệp tỉnh Lai Châu nói riêng, gặp gỡ, kết nối giao thương, tăng cường hợp tác phát triển trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của tỉnh Lai Châu, khẳng định cam kết của tỉnh trong việc hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đến đầu tư sản xuất kinh doanh tại tỉnh Lai Châu để phát triển các sản phẩm mới, sản phẩm chế biến sâu, nâng cao sức cạnh tranh. Trong đó, khuyến khích đầu tư trên các lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, phát triển nông nghiệp và chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP. Hội nghị xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2021. Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 22 tháng 11, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội thảo khoa học về một số chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021-2025. Dự và chỉ đạo hội thảo có đồng chí Chu Lê Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Sĩ Cảnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành và các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh. Đại hội 13 của Đảng xác định lấy con người là trung tâm của phát triển và được chia sẻ những thành quả của quá trình phát triển. Trên cơ sở đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 đã đề ra 4 chương trình trọng điểm. Trong đó, có chương trình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Đồng thời, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng ban hành nghị quyết về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Hiện nay, với 20 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh, trong đó có 13 dân tộc sinh sống thành cộng đồng lâu đời. Do đó, làm thế nào để bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc Lai Châu để phát triển du lịch là một vấn đề lớn được Ủy ban Nhân dân tỉnh tham mưu và trình Hội đồng Nhân dân các nội dung cần bảo tồn và chính sách để hỗ trợ việc bảo tồn trong thời gian tới. Cũng tại hội thảo, đại diện các huyện và các nghệ nhân trên địa bàn tỉnh đã tham gia thảo luận, tham luận tại hội thảo về những nét đẹp văn hóa các dân tộc, cũng như chia sẻ về những kinh nghiệm, khó khăn trong giữ gìn các nét đẹp văn hóa và phát triển du lịch cộng đồng. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Chu Lê Trinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và tiếp thu những ý kiến kiến nghị mà các đại biểu nêu ra trong hội thảo. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các ngành có liên quan cần tiếp tục nghiên cứu chính sách hỗ trợ bảo tồn các bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch. Các nội dung chính sách phải bám vào mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp đề ra trong nghị quyết số 04. Rà soát xác định các mô hình văn hóa cần khôi phục, bảo tồn. Đồng thời, làm rõ những nội dung thiết yếu cần hỗ trợ đối với các điểm du lịch trong phạm vi xây dựng chính sách. Các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các dân tộc trong giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Lai Châu tổ chức trao nhà đại đoàn kết cho 2 hộ nghèo ở xã Sùng Phài, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu. 2 ngôi nhà đại đoàn kết được bàn giao cho hộ gia đình chị Lê Thị Oanh ở bản Nậm Lỏng 2, phường Quyết Thắng và bà Sùng Thị Ba, bản Trung Trải, xã Sùng Phài. Với mỗi căn nhà trị giá 70 triệu đồng là nguồn hỗ trợ của Viettel Lai Châu và nguồn vốn đối ứng của Quỹ Người Nghèo thành phố Lai Châu. Trong năm 2021, đã có 18 ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng, góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao tiêu chí nông thôn mới. Nhằm trợ giúp cho các hộ nghèo có cuộc sống ổn định khi có nhà mới, các đơn vị hỗ trợ trao tặng thêm một số vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho các hộ gia đình để khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Hội Cựu Thanh niên Xung phong huyện Tân Uyên có 43 đồng chí. Năm 2021, Ban chấp hành hội luôn quan tâm định hướng giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, thực hiện tốt công tác phối hợp hoàn thiện hồ sơ cho 4 đồng chí để hưởng chế độ trợ cấp một lần. Duy trì công tác nghĩa tình đồng đội, thường xuyên thăm hỏi động viên các hội viên ốm đau bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia phong trào Hội Cựu Thanh niên Xung phong làm kinh tế giỏi. Tiếp tục phát huy tinh thần người lính Cụ Hồ, tổ chức hội đề ra 5 phương hướng nhiệm vụ năm 2022, tiếp tục khảo sát, tìm hiểu hội viên tham gia vào hội, giải quyết chế độ chính sách đối với hội viên tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc nhằm tri ân những người có công với cách mạng. Bên cạnh đó, hội tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, động viên con cháu, gia đình tham gia thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay trên địa bàn tỉnh đang có tình trạng nhiều học sinh điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh động cơ dưới 50cm khối, xe mang biển AA, phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu, đi dàn hàng ngang, rú ga, đang gây mất trật tự an toàn giao thông. Thế nhưng việc xử phạt hành chính đối với việc học sinh điều khiển xe gắn máy mang biển AA, xe máy điện đang gặp nhiều khó khăn. Tình trạng này ngày càng trở nên đáng báo động và cần có sự vào cuộc sớm của các cấp các ngành. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự. Giờ tan học, tại các cổng trường và các tuyến đường gần các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, có hàng trăm chiếc xe gắn máy, biển AA, xe máy điện do các em học sinh điều khiển tràn ra đường. Không mũ bảo hiểm, đi xe tốc độ cao, không nhường đường, không giảm tốc độ khi đi qua ngã ba ngã tư, thường xuyên dàn hàng ngang, vừa đi vừa nói chuyện, là thực trạng đáng báo động hiện nay khi học sinh đi xe biển AA, xe máy điện. Điều này không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông mà còn trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra tai nạn giao thông. Hiện toàn tỉnh có trên 4.500 xe gắn máy biển AA dung tích dưới 50cm khối và hơn 3.500 xe máy điện. Chủ yếu là do học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông sử dụng, điều khiển. Với thiết kế giống hệt các loại xe phân khối lớn và khi điều khiển không cần giấy phép lái xe, nên không ít phụ huynh đã mua loại xe này cho con em đi học. Cái trường hợp mà các cháu điều khiển phương tiện này thì đa số là trẻ, nhận thức về pháp luật an toàn giao thông còn hạn chế. Thì quá trình tham gia giao thông thì một số trường hợp là xảy ra đã gặp thường xuyên, đó là các cháu đi ở trên đường thì thường đi cái dàn hàng 3, hàng 4, đi ngược chiều các phương tiện khác, thậm chí là lấn sang các cái ngược chiều các phương tiện khác khi tham gia giao thông. Một số cũng không đội mũ bảo hiểm. Một số nữa thì còn có trình lưu thông trên đường thì còn nô đùa nhau khi tham gia giao thông, thì dẫn đến cái tình trạng là cũng mất an toàn giao thông và các vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Thì trong cái thời gian qua thì lực lượng cảnh giao thông cũng đã phối hợp với các nhà trường, đặc biệt là trong dịp khai giảng đầu năm thì cũng tuyên truyền nhắc nhở các cái trường hợp và các cháu điều khiển phương tiện này tham gia giao thông phải chấp hành đúng quy định pháp luật về an toàn giao thông. Để giảm tối đa việc các em học sinh điều khiển xe gắn máy biển AA, xe máy điện gây mất an toàn giao thông cũng như hạn chế nguy cơ gây tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh chỉ đạo các đội phối hợp lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an huyện, thành phố thường xuyên tuần tra kiểm soát, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cũng như các quy định đối với người và phương tiện khi tham gia giao thông. Phối hợp các nhà trường tuyên truyền nhắc nhở, giáo dục, có biện pháp răn đe, cứng rắn hơn khi học sinh nhiều lần vi phạm điều khiển phương tiện xe gắn máy, xe máy điện. Cháu quên mang giấy tờ xe ạ. Hôm nay các chú đã nhắc nhở bọn cháu là lần sau phải mang đầy đủ giấy tờ xe, không được lạnh lách đánh võng và đi an toàn. Trong thời gian vừa qua thì đội cảnh sát giao thông thành phố đã tiến hành là tuần tra kiểm soát xử phạt các phương tiện về biển xe AA. Thì trong quá trình làm việc thì anh em thấy là khi các cháu học sinh tham gia giao thông thì thường là không mang theo về căn cước công dân, nên việc ra quyết định xử phạt tại chỗ đối với một số lỗi đơn giản thì là khó thực hiện, tại vì nó phải căn cứ vào độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi đấy để ra quyết định xử phạt. Cái thứ hai nữa là về cái trách nhiệm về của nhà trường về quản lý các cháu, đấy là chưa sát sao, đâm ra là các cháu còn thường xuyên xảy ra các lỗi vi phạm như là không đúng bảo hiểm hoặc là không mang về các giấy tờ xe.
Có thể thấy, việc học sinh điều khiển xe gắn máy dung tích động cơ dưới 50cm khối, xe máy điện không yêu cầu bằng A2 mà chỉ cần đủ 16 tuổi, đang đặt ra nghịch lý về việc không chấp hành luật lệ an toàn giao thông đường bộ. Qua đây, các phụ huynh học sinh, nhà trường cần tuyên truyền nhắc nhở, quản lý chặt chẽ việc con em mình điều khiển phương tiện tham gia giao thông, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông chung trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đang là thời điểm mùa khô. Trước những diễn biến thời tiết hết sức phức tạp, nguy cơ cháy rừng là rất lớn. Nhằm hạn chế tình trạng trên, thì Hạt Kiểm Lâm huyện Tân Uyên đã và đang triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, như là việc tăng cường phối hợp với các phòng ban chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã thị trấn và phân công cán bộ kiểm lâm địa bàn xuống cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự tại địa bàn, quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy rừng xảy ra, ảnh hưởng đến diện tích rừng cũng như khu vực sản xuất canh tác của người dân. Bước vào đầu mùa khô năm 2021-2022, lãnh đạo Hạt Kiểm Lâm huyện Tân Uyên đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn phụ trách các xã, chủ động phối kết hợp với chính quyền xã, các tổ đội chuyên trách bảo vệ và phát triển rừng ở thôn bản trong việc phát đường băng cản lửa vào mùa khô, kiểm tra địa bàn kịp thời, phát hiện các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao để kịp thời lên phương án phòng cháy chữa cháy rừng. Đồng thời, hướng dẫn người dân đốt nương rẫy đúng theo yêu cầu kỹ thuật. Được sự phân công của lãnh đạo Hạt được phụ trách địa bàn xã thì đối với kiểm lâm địa bàn thì ngay từ đầu mùa khô đã tham mưu cho chủ tịch ủy ban dân xã xây dựng phương án kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và tham mưu cho chủ tịch dân xã thành lập và kiện toàn các tổ chuyên trách của các bản 14/14 bản và thường xuyên kiểm tra hoạt động của tổ chuyên trách và kiểm tra hoạt động trực chốt tại các bản Hoa Cửa 1, 2 và bản Thương Phát. Đối với công tác tuyên truyền thì hàng tháng thì kiểm lâm địa bàn xây dựng kế hoạch hoạt động của tháng và thực hiện theo kế hoạch tuyên truyền theo kế hoạch của từng tháng một. Hiện nay, Hạt Kiểm Lâm huyện Tân Uyên có 18 cán bộ, nhân viên quản lý rừng tại 10 xã thị trấn, trong đó có 12 cán bộ kiểm lâm địa bàn cắm xã. Để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng, lãnh đạo quản lý Hạt thường xuyên đôn đốc, động viên cán bộ kiểm lâm địa bàn khắc phục khó khăn, chủ động bám nắm cơ sở, kết hợp với chính quyền địa phương trong công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện các vụ cháy rừng để có phương án xử lý kịp thời. Với cơ quan chức năng là cơ quan chuyên môn tham mưu cho ủy ban huyện thì ngay từ đầu mùa khô thì Hạt Kiểm Lâm đã tham mưu cho lãnh đạo ủy ban huyện, thứ nhất là thành lập cái ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cấp huyện, cụ thể là phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thứ hai nữa là xây dựng cái quy chế làm việc của ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cấp huyện, rồi phân công lịch trực cụ thể hàng ngày cho các thành viên trong ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cấp huyện. Đồng thời cũng tham mưu cho ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng cấp huyện là đã xây dựng được cái phương án kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô của năm 2021-2022. Với trên 41.800 ha diện tích đất có rừng, nhiều địa bàn ở vùng sâu vùng xa đi lại qua sông suối. Chính vì vậy, để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng cháy rừng có thể xảy ra, bên cạnh sự nỗ lực của các cán bộ Hạt Kiểm Lâm huyện Tân Uyên thì cũng cần hơn nữa là ý thức của người dân trong công tác phòng chống cháy rừng. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền mà năm nay, huyện Mường Tè đã trồng mới 379 ha quế, tăng 29 ha so với kế hoạch giao. Hiện nay thì ngoài chỉ đạo bà con thực hiện chăm sóc diện tích quế đã trồng, các cơ quan chuyên môn của huyện đang tiến hành đo đạc nghiệm thu để chi trả tiền hỗ trợ làm đất trồng quế cho bà con nhân dân. Gia đình ông Đào Văn Hành ở bản Nà Phầy, xã Vàng San, huyện Mường Tè, năm nay trồng mới 3.000 m2 cây quế. Với việc huy động nhân lực trong nhà trồng sớm, nên nhà ông đã trồng xong cây quế từ đầu tháng 8, dương lịch. Và hiện nay thì cây quế trồng mới đã bén rễ và hồi xanh. Để đảm bảo cho cây quế phát triển tốt sau khi trồng, gia đình ông đang tích cực phát dọn thực bì và làm cỏ. Tuy nhiên, để có kinh phí chăm sóc cây quế mới trồng, ông mong muốn nhà nước sớm đo đạc, nghiệm thu diện tích đất trồng quế để sớm có tiền mua phân bón. Gia đình tôi ấy thì tiếp tục trồng thêm là 3.000 m2 nữa. Thì bây giờ là cái đợt 2016 trồng trước thì cũng lớn rồi. Bây giờ đợt này thì tôi đang yêu cầu đảng nhà nước
mong sao để hỗ trợ giúp đỡ về cái chỗ cây năm 2021 này, để xem cái tiền hỗ trợ để cho bà con chăm sóc đấy, thì mong bên 661 để là nghiệm thu sớm hơn để cho gia đình, các hộ gia đình để lấy khoản tiền nhà nước hỗ trợ kia để đi mua phân bón để chăm sóc. Thời điểm này trên các đồi quế mới trồng, bà con nhân dân đang phấn khởi cùng với cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ huyện tích cực đo đạc, nghiệm thu diện tích quế đã trồng. Trong đó, để đảm bảo quá trình đo đạc, nghiệm thu và đánh giá tỷ lệ sống của cây quế được chính xác, cán bộ kỹ thuật phụ trách các xã đã xuống từng bản, đi từng hộ dân để tiến hành đo đạc với sự có mặt của chủ hộ và trưởng bản. Hiện nay chúng tôi cũng đang đi kiểm tra nghiệm thu cái diện tích trồng quế trên địa bàn xã Mục Tử. Tỷ lệ cây sống là đến thời điểm này là chúng tôi đã kiểm tra được 3 trên 7 bản. Thì tỷ lệ cây sống cũng đạt tương đối là cao, từ 80 đến trên 90%. Và cái về kỹ thuật chăm sóc và trồng và chăm sóc đúng theo cái kỹ thuật hướng dẫn của cán bộ ban lý phòng hộ chúng tôi. Đến cuối tháng 8, huyện Mường Tè đã hoàn thành kế hoạch trồng quế năm nay với tổng diện tích trồng mới đạt 379 ha, tăng 29 ha so với kế hoạch giao. Diện tích cây quế được trồng chủ yếu tại các xã Bùm Nưa, Vàng San và xã Bùm Tở. Hiện nay, sau khi kết thúc trồng, các cơ quan chuyên môn của huyện đang tổ chức đo đạc và nghiệm thu diện tích quế để giải ngân hỗ trợ tiền làm đất cho bà con. Đồng thời, tích cực tuyên truyền người dân thường xuyên thăm rừng, tổ chức phát cỏ và chăm sóc cây quế. Trồng cây quế năm 2021 này thì kế hoạch giao là 350 ha, nhưng mà thiết kế đo đạc thực hiện là 400 ha. Thế đến thời điểm này thì ban đã triển khai anh em xuống để kiểm tra đánh giá nghiệm thu diện tích cây quế để chi trả cho bà con đảm bảo kế hoạch. Qua kiểm tra đánh giá ban đầu, cây quế trồng mới năm nay tại huyện Mường Tè có tỷ lệ sống đạt trên 85%. Huyện Mường Tè phấn đấu nghiệm thu xong toàn bộ diện tích cây quế mới trồng trong tháng 11 này để tiến hành hỗ trợ cho nhân dân trước Tết Nguyên đán. Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy về công tác xây dựng đảng, những năm qua, huyện ủy Than Uyên và các cấp ủy đảng luôn quan tâm chỉ đạo việc xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh. Qua đó, nhiều tổ chức cơ sở đảng giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Đội ngũ cấp ủy cơ sở từng bước được kiện toàn, có năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Số lượng cán bộ đảng viên ở cơ sở đảm bảo cả về số lượng và chất lượng. Về nội dung này, phóng viên đài chúng tôi đã phỏng vấn bà Lê Thị Kim Ngân, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Than Uyên. Quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Vâng, thưa bà, đối với công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đảng bộ huyện Than Uyên quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt những cái kết quả nổi bật như thế nào? Ngay chủ đề của đại hội với năm thành tố thì thành tố đầu tiên chúng tôi đặt vấn đề đó chính là tăng cường xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Và chúng tôi xác định đây là việc trọng của huyện. Để muốn có được cái sự ủng hộ, có niềm tin tưởng và ý chí khát vọng quyết tâm của toàn thể hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trên địa bàn để hoàn thành thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội thì bắt buộc hệ thống chính trị phải thực sự trong sạch vững mạnh, đảng trong sạch vững mạnh. Về chính trị tư tưởng thì chúng tôi đã quán triệt nghiêm túc 100% các cái chỉ thị nghị quyết, các cái chương trình kế hoạch, các cái kết luận của cấp trên. Và thông qua đó thì thống nhất nhận thức, thống nhất tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mới đầu nhiệm kỳ nhưng mà chúng tôi đã huy động được sức mạnh tổng hợp và kết sức sáng tạo từ cơ sở. Và qua sơ kết thực hiện nhiệm vụ thời gian vừa rồi thì chúng tôi cũng đánh giá rất cao cái sự nỗ lực từ cơ sở để hoàn thành các cái chỉ tiêu và tiến độ thực hiện nhiệm vụ. Thứ hai là về xây dựng đảng, về đạo đức thì nghiêm túc thực hành, học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Về tổ chức cán bộ thì tuân thủ nghiêm túc các cái chủ trương quan điểm về sắp xếp kiện toàn, tinh gọn, hiệu lực hiệu quả tổ chức bộ máy. Chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, tạo nguồn và sử dụng, rồi công tác luân chuyển điều động cán bộ. Đổi mới cái phương thức lãnh đạo. Cấp ủy thì đổi mới phương thức lãnh đạo đối với chính quyền, đối với đoàn thể. Chính quyền thì đổi mới cái phương thức chỉ đạo điều hành sát với cơ sở, quyết liệt đảm bảo hiệu lực hiệu quả. Phát huy cái vai trò giám sát phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc đoàn thể và tham gia xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của mặt trận tổ quốc đoàn thể. Chú trọng cái nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Chúng tôi có 7 tổ công tác với 68 thành viên là dự sinh hoạt và giúp đỡ cơ sở trong cái quá trình nâng cao chất lượng sinh hoạt
của chi bộ, rồi là chú trọng công tác phát triển đảng viên, bổ sung lực lượng cho đảng. Vâng, thưa bà, vậy đối với công tác cán bộ, tạo nguồn cán bộ thì huyện đã quan tâm như thế nào đến đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ là đồng bào dân tộc thiểu số? Hiện nay thì đối với ban chấp hành đảng bộ huyện thì chúng tôi có 9 nữ, tỷ lệ là 26,5%, đấy, tăng 15% so với lại yêu cầu tối thiểu của chỉ thị 35. Cán bộ trẻ là 8, cán bộ dân tộc thiểu số cũng là 8, chiếm 23,5%. Đối với cán bộ trẻ thì cũng tăng so với quy định là 10%. Đối với cán bộ lãnh đạo quản lý thì cán bộ nữ ấy là chiếm 10 đồng chí bằng 20,4%. Lãnh đạo quản lý thuộc khối nhà nước là 9 đồng chí bằng 25,7%. Chúng tôi đang chỉ đạo để hướng đến cái mục tiêu đến 2025 thì cán bộ người dân tộc thiểu số trong ban chấp hành là phải đạt được 40%, tức là tăng 15,76%. Thế và hiện nay là huyện đã ban hành kế hoạch 33 ngày 31 tháng 3 năm 2021 để đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức cho giai đoạn 2021-2025. Và trên cơ sở là có quy hoạch, có đào tạo bồi dưỡng, có lựa chọn, có tính kế thừa, quan tâm đến cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số sẽ được tổ chức thực hiện hiệu quả trong cái nhiệm kỳ. Vâng, xin bà cho biết những mục tiêu lớn về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới của Đảng bộ huyện Than Uyên hướng đến trong nhiệm kỳ 2020-2025. Thì chủ đề đại hội Đảng bộ huyện Than Uyên khóa 18 nhiệm kỳ 2020-2025 thì có 5 cái thành tố. Một là tăng cường xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Hai là phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc. Ba là đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung. Bốn là phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với du lịch. Và năm là đảm bảo quốc phòng an ninh. Thì cái 5 thành tố của chủ đề đại hội này nó đã toát lên cái mục tiêu rất lớn để hướng đến là huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Chúng tôi đã cụ thể nhiệm vụ bằng 9 cái nhóm chỉ tiêu, trong đó có 8 nhóm chỉ tiêu để thực hiện các cái chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đặc biệt là đối với mục tiêu về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị thì chúng tôi cũng đã có những kế hoạch rất cụ thể chi tiết để tổ chức thực hiện thông qua tổ chức 10 nhóm nhiệm vụ để thực hiện 9 cái nhóm chỉ tiêu, thế rồi 2 cái chương trình trọng điểm, 5 cái nhóm giải pháp chủ yếu để tổ chức thực hiện. Thì chúng tôi cũng tin tưởng là với việc thống nhất nhận thức, thống nhất tư tưởng và thống nhất hành động thì huyện đảng bộ sẽ huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân các dân tộc trên địa bàn để thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội 18 Đảng bộ huyện Than Uyên đề ra. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn bà đã dành thời gian phỏng vấn. Thời gian qua, những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 đã tác động sâu sắc, ảnh hưởng nặng nề đến nhiều mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là kinh tế. Thu nhập của người lao động giảm, tình trạng thất nghiệp và giải thể của nhiều doanh nghiệp tăng cao. Trước thực trạng đó, tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương. Đến ngày 28 tháng 10 năm 2021, toàn tỉnh hỗ trợ 519 người sử dụng lao động, trên 8.600 người lao động, với tổng kinh phí trên 1,8 tỷ đồng. Cụ thể, như giảm mức đóng bảo hiểm cho gần 8.200 lao động của 514 đơn vị, thực hiện hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên cho 12 người, hỗ trợ 76 F0, F1 phải cách ly y tế. Qua đó giúp người dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, đồng thời cũng giúp người sử dụng lao động giảm chi phí, duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động. Tổng giá trị sản xuất thương mại trên địa bàn huyện Tam Đường trong tháng 11 đạt trên 23 tỷ đồng, trong đó dịch vụ lưu trú, ăn uống, doanh thu ước đạt 3,2 tỷ đồng. Dịch vụ kinh doanh bán lẻ hàng hóa, doanh thu ước đạt hơn 20 tỷ đồng. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo bình ổn giá cả cũng như kiểm soát tốt thị trường, huyện Tam Đường đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh các mặt hàng thiết yếu, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, không nâng giá, trục lợi, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và công tác phòng chống dịch. Làm tốt công tác phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân không nên mua hàng tích trữ nhằm đảm bảo ổn định thị trường, tránh gây hoang mang trong nhân dân. Tổng kế hoạch vốn giao trong lĩnh vực xây dựng cơ bản năm 2021 của huyện Nậm Nhùn là 175 tỷ 280 triệu đồng,
trong đó nguồn vốn năm 2020 kéo dài thực hiện sang năm 2021 là 4 tỷ 617 triệu đồng. Khối lượng thực hiện từ đầu năm đến nay đạt 255 tỷ 708 triệu đồng. Giá trị giải ngân là 114 tỷ 580 triệu đồng, đạt 65,37% kế hoạch giao. Ủy ban nhân dân huyện Nậm Nhùn đang tập trung đôn đốc các chủ đầu tư, các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng công trình, kịp thời nghiệm thu, thành quyết toán và hoàn công, đảm bảo tiến độ nguồn vốn. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Vâng, chương trình thời sự cũng được chúng tôi đăng tải trên kênh YouTube và trên fanpage chính thức của đài, có địa chỉ Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Quý vị có thể đăng ký, chia sẻ và theo dõi tại hai địa chỉ này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình thời sự lần sau.